Hiện đây là phiên của buổi sáng của ngày 27 tháng 9 năm 2024. Sáng nay vườn Lan Cường Thúy nhà em lại ra vườn, sẽ lên một cái video toàn hàng xả giá đồng nát ve chai nhé. Địa chỉ vườn Lan Cường Thúy là ngõ 941 đường Trần Huy Liệu, thành phố Nam Định. Các bác đặt hàng liên hệ với em qua số điện thoại 0981 550 768 và số điện thoại 0817 89 2229. Bên cơ sở nhà em có nhận ship hàng toàn quốc. Phí ship bên nhà em là đồng giá là 35k. Có nghĩa là các bác mua một đơn cũng 35k mà 2-3 đơn cũng 35k. Và tùy từng nhà mã hàng thì em sẽ bao ship nhé. Còn ngoài ra em không bao ship nhé. Các bác nghe rõ dùm em. Tránh trường hợp là ngày nào em cũng có một cái bài ca là em không bao ship đâu. Thế mà hàng đến nơi, các bác nghe nhiều đến nỗi mà nó thành nhàm rồi. Các bác đến hàng đến nơi các bác bảo bác có bao giờ bác bao ship, bác giả tiền ship đâu. Đấy thì nó mất cả tình cảm đi. Thế các bác nghe rõ dùm em ấy nhá. Đây sau đây em sẽ đi vào em báo giá chi tiết từng mặt hàng một đây. Toàn hôm nay toàn hàng gọi là đồng nát ve chai. Rồi ôi sáng ra nắng quá nó dọi vào. Nhìn cây nó cũng không được đẹp. Hoa thì nó rất là nhiều màu. Hàng châu Thái nha các bác nhá. Đấy. Châu Thái hoa nhiều màu. Đầu tiên em sẽ lên một cái mã, em đánh tiếp mã X11 gồm có 5 ngọn châu siêu to khổng lồ đây. Cái ngọn này mất ngọn nhá, hàng này hàng kiểu như là ở trong chậu ấy, đây này dễ nữa em thấy dễ này đã già rồi. Hàng em ở trong chậu ấy nó em đập dần thôi là nó mưa gió bão bùng nó hỏng rồi thì em bê ra này. Em lôi ra đấy, hai này, hai con nhá. Ba con này. Hàng rất chi là to nhá. Bản toàn bản lá to về. Hàng này em kích dễ rồi về đảm bảo với các bác là nó sẽ ra dễ nhá. Bốn con này em đánh mã X11 giá 230.000. 5 con chứ quên mất 5 con. Đấy, về các bác ký rậm và các bác mua cái này quá rẻ. Về rậm vào cái giò to của các bác ấy. Đấy. Ít nhất thì em nói cho các bác nghe không biết là tình hình nó như thế nào. Nhưng mà ít nhất rằng là Tết là mỗi chỗ này nó cũng được 10 bông hoa để các bác chơi nhá. Toàn hàng siêu to đây. Này. Đấy. Toàn hàng siêu to nhá. Tiếp đến là một mã cũng mã rời đập chậu. Của nó đã rụng ra. Mã em đánh mã X12 gồm có 5 chậu giá 5 cây giá 250.000. Cây thứ nhất này, hàng mít rụt nhá. Cái này là nó vẫn còn rề nguyên này này. Vẫn còn cái cốc bé này nhá. Cây thứ nhất này. Cây thứ hai này nó bị gãy này. Đó, nó bị gãy để chậu thì em cầm tự tay em cầm em đánh gãy đi ạ. Hai này. Cây thứ ba này nó vẫn còn cái chậu đây nhá. Các bác nhìn soi kỹ hộ em nhá. Nhưng mà nó lỗi lá đây này. Đấy, ba này. Cây thứ tư này. Ôi, quả nó đè to chưa này. Đó, lá to nhá, quả to lá to nhưng cũng bị gãy chậu đấy ạ. Cây thứ 5 này, 5 chậu này giá là 250.000 mã X12. Mã X13 gồm có 4 chậu. Nó vừa cộ vừa nhạn VIP, vừa nhạn H3 và vừa Koki. Em để cho các bác giá là 190.000 hàng bom đạn mưa rơi của em đây. Nhạn VIP đây này. Cây này cây nhạn H3 nhá. Đấy nó có lỗi đi nhá. Lỗi đây này. Đấy sức xước đây này. Kiểu vận chuyển đi vận chuyển lại đấy. Hai này. Đây. Cây này cây nhạn H3 nhá. Mẹ đẻ con này. Và đây là con Koki này. Dễ ra ra rồi này. Đấy bốn con này giá có 190.000 mã X13 này. Mã X14 gồm có 5 chậu giá 290.000 hàng lỗi nhá. Cắt đây này. Nói chung là hàng lỗi 1 này. 2 này. Lỗi nhá các bác nhá. 2 này. 3 này. Đó. 4 này. Đây bị đây nhá. 4 cây này. 5 cây. Cây này bị cắt đây tí. Về 5 cây này các bác ít nhất cũng chơi được 10 bông hoa đây này. Tiếp đến mã X15 gồm có 4 chậu giá 370.000. Hàng này hàng đẹp của em nhá, chỉ hơi lỗi một tí thôi. Cây này cây thứ nhất này, 1 này. Cây thứ hai này. Đó, cây này đẻ con này đây này. Đấy. Cây thứ chậu thứ ba này. VIP chưa? Đấy, chậu thứ ba mít rụt nhưng mà bị mất một tí đầu lá đây nhá. Tí thì sẹo sứt thôi. Cây thứ tư này. Đấy, còn không sao nhá. Gọi là sức xác tí thôi, 4 chậu 370.000. Tiếp theo đây em sẽ lên một số mặt hàng đang có tại vườn nhà em. Các bác chú ý đến đón xem hết video để mình ghép đơn đi cùng một đơn nhá. Cho cước phí nó rẻ. Và đây là cái dòng Vanda bụi nha các bác nhá. Rồi, cái hàng này hàng dễ gió cực kỳ là đẹp, cực kỳ là yêu luôn. Vanda nhà em về hôm nay em về rất chi là nhiều màu.
Đây, em cho các bác từng khu một xem, từng khu một nhá. Rất chi là đáng yêu luôn. Một chậu của nó trung bình nó có từ 2 cây nhá. Một size, một chậu nó size cây nó từ 2 cây trở lên này. Đó, em cho các bác xem qua một số mặt hoa. Nó có rất là nhiều mặt hoa. Hồng đốm này, báo đốm này, tím này, xanh blue này, đỏ này. Nói chung là cái hàng Vanda này, Vanda của nhà em, Vanda Thái. Rất là nhiều màu phong phú luôn. Đấy các bác xem màu này, vàng chanh nữa. Nói chung là tên nó khó gọi lắm. Đấy, bảng màu của nhà em đây. Ok chưa? Có một số cây hoa nó nở bói thực tế đây. Có một số cây đây. Ôi, nó đẹp mướt mát luôn nhá. Nó đẹp lắm. Đây là cái bông hoa này, nó tàn đi rồi đấy. Nó còn như thế này chứ còn ở bên bình thường là nó đẹp lắm. Đâu nữa nhỉ? Đây này, yêu chưa các bác ơi? Đốm yêu lắm, cực kỳ là yêu luôn. Hàng này một chậu này trung bình nó có 2 cây. Em Thúy chia sẻ với các bác giá là 110.000 một chậu như thế này. 110.000 một chậu 2 cây nhá. Đó, cây nó trung bình nó từ 6 cặp lá, 5-6 cặp lá. Ví dụ như là có trên có một chậu nó có thể là có một cây to, một cây nhỏ. Thì cây to nó có thể là 7-8 cặp lá, cây nhỏ nó chỉ 3-4 thôi. Đấy như kiểu dáng mẹ con ấy. Đâu rồi, em tìm cho các bác chậu, một chậu dáng mẹ con đi. Không, các bác cứ đòi là 2 cây, nó đòi đúng 6 cặp lá thì là em không có. Đây là em bán từ 5-6 cặp lá trở lên nhá. Đấy, trở lên chứ còn có thể là nó 7-8 cặp lá. Nhưng em thì các bác biết rồi, em toàn nói vậy thôi. Đôi 4-6 cây này 9 cặp lá này. Đó, em thì bao giờ em cũng nói bớt bớt đi, không nhiều bác lại cứ phải yêu cầu như thế nọ thế kia. Đây, ví dụ như cái cây này đây, cây mẹ nó là cây con nó là đôi 4-6 cây con, nó 6 cặp lá này này. Đấy, hàng này em Thúy chia sẻ với các bác giá là 110.000 một chậu. Nhưng khi các bác mua 5 chậu, em Thúy tính giá 500k và em miễn phí ship nhá. 5 chậu 500k miễn phí ship giá. Các bác mua càng nhiều càng rẻ càng sốc. Và chậu to chậu nhỏ thì nó còn phụ thuộc vào mặt hoa nữa nhá. Chậu to chậu nhỏ nó phụ thuộc vào mặt hoa. Cái dòng rễ gió này về các bác chỉ việc treo chơi thôi. Các bác có ghép sang chậu khác thì mình cứ để về mình đặt sang này. Và cho giá thẻ cũng được và không cho giá thẻ được. Nếu mà các bác cho giá thẻ thì các bác cho vài cái miếng gỗ to hoặc là vài cái miếng vỏ thông to vào thôi nhá. Mình đừng cho nhiều giá thẻ và mình đừng tưới nhiều. Tưới nhiều là cây nó sẽ thối. Đấy, và cái cây này nó ưa nắng chứ nó không ưa nước đâu nhá. 100.000, 10.000 một chậu này. Các bác mua 5 chậu thì chỉ có 500.000 5 chậu và em Thúy bao ship. Rất là nhiều mặt hoa nhá. Và đối với cái dòng Vanda này em nói nó cũng sẽ hơi dài. Lá nó cực kỳ là giòn. Trong quá trình vận chuyển thì chẳng may nó có sẽ hơi bị xước xác một chút thì nó hơi hơi nứt nứt một chút thì các bác cũng hoan hỉ giúp em nhá. Đó, rất là yêu luôn. Em giới thiệu với các bác một dòng vũ nữ. Cái dòng này nó gọi là được mệnh danh là nữ hoàng của các loài hoa. Thì hôm nay em về được hai màu hoa. Một màu hoa là vũ nữ hoàng hậu xanh, một màu hoa là vũ nữ hoàng hậu da beo. Và cái hàng này là hàng em nhập khẩu từ Thái Lan, cho nên là các bác trồng rất là yên tâm. Hoa nó sẽ ra quanh năm. Các bác ơi, nhìn bộ rễ nó yêu chưa? Đấy, cây các bác nhìn nó rất là kiểu như là làm sao nhỉ? Cây nó rất là đẹp. Đẹp như kiểu nó không phải là mướt mát ăn phân thuốc đâu. Phân thuốc họ cho ăn rất là vừa tới này. Cho nên là cây nó đẹp kiểu khỏe khoắn, chứ không như kiểu là hàng của Việt Nam là trồng nó xanh mướt mà về các bác là dễ thối này và nó khó ra hoa. Những cái hàng này em Thúy bảo hành ra hoa cho các bác này. Các bác xem, em trồng một chậu review lên cho các bác xem này. Đấy, em cắm thử một chậu vào đây. Một chậu này em làm cho ba chậu này. Ba cái chậu con em ghép vào thành một chậu này, rất là yêu luôn. Cái bộ rễ của nó siêu đáng yêu. Em cho các bác xem mặt hoa đây. Cái hàng này hoa nó sẽ ra quanh năm nhá. Cái hàng vũ nữ của Thái này hoa nó sẽ ra quanh năm. Đây các bác nhìn này. Đó, đây là da beo nhá, có da beo đậm, da beo nhạt. Và đây hoàng hậu xanh này. Đó, bông cái màu hoa da beo ấy, nó cũng bông, nó cũng cần bông, nó cũng dài đúng như vậy. Một bông hoa của nó, một cần bông của nó phải có hàng trăm bông hoa nhỏ li ti nhá các bác nhá. Đấy, dài chưa? Siêu dài luôn. Đây, cái nào nó cũng thế này. Đấy, em cho các bác xem cái video này. Hoa đẹp chưa? Đó, một chậu như thế này. Em Thúy chia sẻ với các bác giá là 140.000 một chậu. 140.000 một chậu. Các bác mua 2 chậu thì giá là 170.000. Và các bác mua 5 chậu thì giá em Thúy đưa ra cho các bác là giá có chỉ có
130.000 một chậu và em Thúy miễn phí ship. Nó cũng sẽ có hai loại cây. Ví dụ các bác mà lấy củ to ấy thì nó sẽ ít củ này, và nó thân nó to dài này. Các bác lấy củ nhỏ nhiều thân, củ nhỏ thì nó sẽ nhiều thân. Đó, các bác nhìn thấy chưa? 5 chậu miễn phí ship và giá chỉ có 130.000 một chậu. Còn các bác lấy 1 chậu thì 130.000, 2 chậu thì là 270.000 cộng tiền ship nhá. Đấy. Cái này thì cái hương thơm thì nó không có hương thơm đâu. Nó chỉ được cái sai hoa, dài hoa. Hương thơm chỉ gọi là thoang thoảng thôi. Đây này, em trồng một chậu ba cây này rất yêu luôn. Và em khẳng định với các bác là hàng này hàng dòng hoa lan Thái Lan. Cho nên là hoa nó ra quanh năm. Và các bác trồng chăm sóc tốt thì hoa nó sẽ ra vào dịp Tết nhá. Và cây này nó không ưa nước đâu. Các bác đừng tưới nhiều nước nhá. Tưới nhiều nước là nó sẽ thối rễ đấy ạ. Đây này, bộ rễ của người ta trồng yêu chưa, mê ly luôn. Các bác nào mà lấy như không như vậy thì lấy. Mà các bác bảo là gửi kèm chậu cho các bác là bên ngoài nó có cái chậu nhá. Em tháo chậu ra em gửi về để em vận chuyển cho nó dễ mà. Nó khỏi cọ vào cây. Đấy, các bác nào thích lấy chậu thì em gửi kèm chậu luôn cho các bác nhá. Yêu lắm. Mê ly. Và đây em giới thiệu với các bác một dòng nhạn VIP nhá. Trời ơi, chưa lô nào em nhập được cái lô nó VIP như thế này. Bản lá nó cực kỳ dày và cực kỳ to. Các bác ơi, các bác nhìn thế này nhưng bản lá nó cực kỳ dày và to nhá. Đây này, nó vừa to nó lại vừa dài cho nên là các bác nhìn nó không được rụt lắm. Nhưng mà em bảo hành các bác là đây là bản lá to nhá. Ví dụ như em che nó đầy đi thì các bác nhìn thấy nó có gắn rụt không? Đây nhìn này, đây nó vừa to vừa dài nhá. Trời ơi, đẹp lắm lắm mà bản lá nhá. Lá cực kỳ dày luôn. Chưa bao giờ em nhập được cái lô hàng lá nó dày mà nó VIP như thế này. Em cho các bác xem mặt hoa này. Và đặc biệt cái dòng này, cái lô này, cây mặt hoa nhá, cực kỳ là sáng hoa và đẹp. Và hàng này là hàng nhạn VIP 4N của Thái. Hoa nó sẽ ra giải rác từ tháng 6 cho đến tháng 10 dương lịch nhá các bác nhá. Chứ không, nó không ra cố định một tháng nào cả. Ui, em nhìn cây nào cũng yêu này. Yêu lắm. Một cây của nó trung bình nó sẽ có từ, em đếm xem nào, đôi 4, 6, 7. Nói chung là từ 7 cặp lá, 6, 7 cặp lá trở lên. Có cây nó có thể hơn. Nhưng em, các bác mua hàng nhà em Thúy biết rồi đấy. Em chỉ bán hàng như vậy thôi. Đây này, đôi 4, 6, 7. Nói chung là em bán từ 6, 7 cặp lá, 6 cặp lá trở lên này. Bản lá cực tùy to, cực kỳ VIP nhá. Hàng này em Thúy chia sẻ với các bác giá 210.000 một chậu. Các bác mua 5 chậu em miễn phí ship này. Ôi nó đẹp lắm lắm ý. Nó có hai kiểu cây. Một kiểu cây ở chậu gỗ. Các bác thích lấy chậu gỗ thì lấy nhá. Đây em lôi ra cho các bác xem này. Một kiểu cây ở chậu gỗ đây. Đó. Và một kiểu cây ở chậu nhựa. Chậu nhựa thì là thực ra là nó cũng là từ chậu gỗ. Em đặt đập nó đi em lấy cái chậu nhựa thôi. Để vận chuyển về cho nó đỡ cước. Đó, để em lấy về thì các bác nào thích cái kiểu cây nào thì alo cho em. Đấy, 210.000 một chậu, mua 5 chậu miễn phí ship. Ui, cái bản lá nó dày nhá. Nó dày lắm, các bác nhìn vậy, nhìn thực tế ở ngoài cơ. Dày này, lá nhăn nhá. Trời ơi, cây lá nhăn này em phải cất đi này. Lá nhăn, 210.000 một chậu, các bác mua 5 chậu em miễn phí ship nhá. Đấy, em nói thật em không xui dại các bác đâu. Chưa lâu nào em mua VIP nó như thế này. VIP lắm, nhìn ở trên ảnh như vậy nhưng bên ngoài á, bản lá nó dày lắm các bác ơi, dồi ôi, sao mà nó dày, cực kỳ là cứng cáp luôn nhá. Em giới thiệu các bác một dòng lan chuỗi ngọc hay còn gọi là thất đốt nhá, hay còn gọi là thất đốt Điện Biên. Hàng tây cây to ú ụ luôn như này này, đây em cho các bác xem mặt hoa nhá, hoa lan chuỗi ngọc này. Mặt hoa rất đẹp và hoa nó nở, nếu mà các bác mà chăm sóc tốt thì nó nở chuẩn đúng Tết. Mà thí dụ mà mình mà muốn để nó tự nhiên ấy thì thường thường là nó ra hoa vào tháng 3 nhá. Đây, một chậu siêu to khổng lồ như thế này. Em Thúy chia sẻ với các bác giá là 170.000 một chậu. Các bác mua 5 chậu em Thúy miễn phí ship. Và cái đặc biệt của cái hàng này này, nó sẽ rụng lá và nó ra hoa. Khi nó ra hoa thì nó sẽ ra hoa ở những cái ngách lá này nha các bác nhá. Ở những cái đây này, đó, nó sẽ ra hoa ở đây này. Chậu thuần rồi, về các bác chỉ việc treo chơi thôi nhá.
Em có ít thì không có nhiều đâu. Chậu siêu to khổng lồ luôn các bác ạ. Đó. Này em để đây cho các bác xem nhá, đây này. Một chậu của nó như thế này nhá. Giá là 170.000 một chậu. Đấy, hoa lan chuỗi ngọc đấy nhá. Chuỗi ngọc hay còn gọi là thất đốt, hoa nó cực kỳ đẹp, cực kỳ đáng yêu. Và đây em Thúy giới thiệu tiếp các bác một dòng đen dô úc mắt đen. Hoa nở chuẩn Tết nhá các bác nhá. Hoa nở chuẩn Tết đây. Ôi một chậu siêu to khổng lồ nữa này. Thân ú hụ luôn nhá. Thân ú hụ này. Các bác lấy chậu ít thân thì sẽ thân nó sẽ dài. Đây ví dụ như cái chậu này, thân nó sẽ dài này. Các bác lấy chậu nhiều thân thì thân nó vừa vừa xinh xinh thôi. Đó. Và giờ nhiều thân nhá. Và mầm non ở gốc nó vẫn đang tiếp tục đi lên này. Đó, hàng này em Thúy một lần nữa khẳng định với các bác, hàng hoa ra nở chuẩn Tết nhá. Em cho các bác xem mặt hoa đây. Đó, mặt hoa đây nhá. Và đây ở đây em nhìn thấy có một cây nó hoa nó ra bói đây này. Bói thì hoa nó gần tàn, nó bói nên nó bói ở trên ngọn đây này, các bác nhìn thấy chưa? Đấy đấy, nó gần tàn rồi. Đẹp lắm, về các bác chỉ việc treo chơi thôi. Hàng trồng thuần rồi, mầm non nó đang lên này, rất chi là nhiều. Ôi, cây này các bác ơi, nó ra, nó đang ra nụ rồi đây này. Cây này đang, nó đang báo nụ rồi này. Cây này nụ sớm đây này. Đó, và em báo đây chỉ có mỗi một thân em thấy nó vậy thôi nhá. Còn cái hàng này bây giờ nó chuẩn bị nó xuống lá để nó chờ ra hoa Tết nha các bác nhá. Hàng chuẩn hoa Tết luôn. Nhà em Thúy năm nào cũng bán này. Một chậu như thế này em Thúy chia sẻ với các bác giá là 160.000 một chậu. Các bác mua 5 chậu em Thúy miễn phí ship nhá. 5 chậu miễn phí ship. Các bác thích lấy cái chậu nhiều thân thì nó sẽ ngắn ngắn xinh xinh như thế này. Ú hụ như thế này. Thân nào nó cũng to. Ít thân thì thân nó sẽ dài hơn nhá. Đó. Siêu to khổng lồ luôn nhá. Phải nói là siêu to khổng lồ luôn. 160k một chậu nha các bác nhá. 5 chậu miễn phí ship. Ôi, mầm non này. Đấy, mầm nó vẫn đang tiếp tục đi lên nhá. Trồng thuần rồi về các bác chỉ việc treo chơi thôi. Ôi các bác ơi nhìn nó mập này. To mập luôn nhá. To ú hụ luôn này. Đó. To lắm, to cực kỳ luôn. Và đây em giới thiệu tiếp cho các bác một dòng giả hạc cực kỳ nổi tiếng nhá. Châu Như lưỡi bẹt này. Di linh tím và ma bó nhá. Em cho các bác xem mặt hoa này. Mặt hoa của nó là siêu phê luôn nhá. Đó. Mặt hoa nó là siêu phê luôn. Đẹp lắm các bác ơi, bẹt này. Lưỡi nó bẹt ra nó đẹp vô cùng, tổ quốc ta ơi ấy ạ. Đẹp lắm lắm ấy. Hàng này nhá. Nó tình trạng nó đang có một số cây nó đang xuống lá, cho nên là những cái hàng này này bao giờ nó rụng hết lá nó mới ra hoa nhá các bác nhá. Cho nên là thi thoảng này nó có một số cây nó vàng lá nhưng không vấn đề gì, nó ra nó vàng lá, nó xuống nó hết lá, nó còn cái cọng không như thế này nó mới ra hoa nhá các bác nhá. Hàng này em Thúy chia sẻ với các bác giá là các bác mua combo 3 chậu như thế này thì giá là 130.000, nhưng mà khi các bác mua 5 chậu thì giá chỉ còn là 200.000 thôi. Siêu rẻ luôn. Các bác lấy chậu nhiều thân thì thân nó sẽ ngắn. Chậu ít thân thì thân nó sẽ dài. Đây em cho các bác xem thực tế đây. Thân tím lịm nhá. Thì hoa nó bệt nó đẹp cực kỳ luôn. Đó. Thân nó tím lịm luôn. Và các bác ơi, nó hàng nó chuẩn bị là nó đang xuống lá ra một cây, là một số cây nó đang vàng lá nhá. Cho nên là các bác cứ mua hàng này các bác thấy vàng lá để các bác cứ dụng, cứ vặt đi và không sao đâu, cứ để nguyên như vậy không sao nhá. Giá cực kỳ yêu luôn. Đây các bác ơi. Nù béo ngậy này. Một chậu nó rất là nhiều thân luôn. Nhiều thân thì thân nó sẽ hơi ngắn hơn một chút nhá. Đấy, thân lù béo ngậy. Có 200.000 5 chậu và giá này em không bao ship. Các bác mua 3 chậu thì giá là 130.000. 3 chậu 130.000 và 5 chậu thì giá là chỉ có 200.000 thôi. Các bác lấy nhiều thân thì lấy, mà lấy ít thân thì lấy nhá. Mặt hoa là siêu thơm này. Cái hoa này thơm lắm lắm các bác ạ. Một dòng hoa nổi tiếng đấy ạ. Các bác cứ search vào Google là sẽ biết. Và đây em giới thiệu tiếp với các bác một mặt hàng nữa cực kỳ yêu thương. Phi điệp 5 cánh trắng Đài Loan. 5 cánh trắng họng hồng nhá. Hàng này hàng giống Đài Loan. Được người Việt Nam mình trồng thuần rồi. Hàng trồng thuần trên chậu. Và hàng này hàng đẹp miên man luôn. Hàng lá mít. Đây em cho các bác xem mặt hoa nhá. Siêu yêu luôn. Dòng này cực kỳ nổi tiếng rồi, không phải review nhiều. Và đây là cái video hoa nó đã nở tại nhà em nhá. Những năm trước. Cái hàng này nếu mà nó phát triển tối đa nó sẽ cao từ 1m2 cho đến 1m5 nhá. Và bông hoa này, các bác xem phun hoa luôn, size cực kỳ luôn nhá.
Đó. Hoa cực kỳ thơm luôn nhá các bác nhá. Hoa cực kỳ thơm luôn. Rất là yêu luôn. Một chậu như thế này đẹp miên man luôn. Em Thúy chia sẻ với các bác giá là 140.000 một chậu. Các bác mua 5 chậu em Thúy miễn phí ship nhá. Hàng này nó đang là mầm gốc, mầm tơ đang lên thì nó sẽ có ngọn ngón ngọn dài. Ngọn nào mà các bác mà lấy cái ngọn nó đều đều tầm độ khoảng 4-50 thì khoảng là cứ em cứ nói 3-40 đi thì nó nhiều ngọn này. Các bác lấy mà những cái ngọn mà nó to, bụ, dài thì ngọn nó sẽ cái chậu nó sẽ ít ngọn hơn nhá. Thì nó dài được 6-70. Nhưng mà trên một chậu thì nó sẽ có ngọn ngắn ngọn dài nha các bác nhá. Đẹp miên man luôn. Trông yêu chưa? Phê lắm. Có 140.000 một chậu thôi. Và hàng này hàng trồng thuần rồi rồi. Đây các bác nhìn này. Này nó đi ngọn dài chưa? Khi mà nó đạt chiều cao được thì nó rất là to và dài. Nó dài tầm 1m2, 1m5 thì bắt đầu nó mới ra hoa nhá. Và cái hàng này nếu mà các bác chăm khéo thì mình sẽ được chơi hoa Tết. Hoa Tết thì tầm đến tháng 11 dương là các bác sẽ cắt nước thì để cho nó lúc bắt đầu các bác thích thì để cho hoa tự nhiên thì để hoa tự nhiên, mà không thì các bác kích hoa nhá. Kích hoa mình mua một lọ kích hoa, nhà em có bán hàng kích hoa của Thái ấy, có 50.000 một lọ thôi. Về các bác kích đủ loại luôn thì mình sẽ được chơi hoa Tết nhá. Yêu lắm. Có 140.000 một chậu thôi. Đây, chuẩn hoa luôn nhá. Hàng ươm kỳ nha các bác nhá. Và một mặt hàng nữa em muốn giới thiệu đến các bác, đó là một hàng, cái mặt hàng đó là kiều tím miên tử nha các bác nhá. Chuẩn giống luôn. Trời ơi các bác ơi, hoa nó tím lịm luôn. Một chậu nó chỉ ít ít thân như thế này thì các bác nhá, chứ không nhiều thân đâu. Đấy, nó chỉ ít ít thân như thế này thôi. Rồi. Nó bây giờ nó mới đang có ngọn dài ngọn ngắn. Một chậu trên một chậu nó sẽ có ngọn dài ngọn ngắn. Em cho các bác xem mặt hoa này. Tím lịm luôn nhá. Đó, tím lịm luôn. Hàng này em Thúy chia sẻ với các bác giá là 150.000 một chậu. Các bác mua 5 chậu em Thúy miễn phí ship nha các bác nhá. Về mình mùa này mình mua về là nhà bác nào mà có điều kiện ấy, mình có cái kích hoa thì mình tưới cái kích hoa vào thì thường nó ra nhanh hoa hơn nhá. Đó. Nó chỉ ngắn ngắn xinh xinh thì các bác nhá. Chậu nó có cả thân dài, thân ngắn, ngắn ngắn xinh xinh thôi. Và mầm non nó đang lên này, rất chi là nhiều luôn. Em đóng gói như thế này để lúc vận chuyển đi xa để cho nó yên tâm nhá các bác nhá. Đó. Em giới thiệu với các bác một số cái dòng phân thuốc để các bác tiện để các bác mua lan về chơi, thì các bác có muôn dòng phân thuốc để các bác mình chăm sóc cây nhá. Và nhà em dùng loại nào thì em sẽ giới thiệu với các bác là nhà em dùng loại đấy nhá các bác nhá. Chứ còn ở trên thị trường người ta bán nhiều loại lắm, em cũng nói chung là cũng không biết đâu được mà lần. Đây, đầu tiên là nhà em giới thiệu với các bác một loại Atolix này. Cái này nhà bà bác nào mà mình trồng ít ý thì mình lên dùng cái gói này. Mục đích là kích thích sinh trưởng cây trồng này. Trong đây nó có hướng dẫn này, về các bác ví dụ mua những cái cây đai trâu chẳng hạn, về các bác sẽ cắt hết những cái rễ khô đi và ngâm cho em vào cái này thì cực kỳ là ra rễ cực mạnh. Một gói như thế này em Thúy chia sẻ với các bác giá 10.000. Mà các bác mua một hộp 10 gói thì giá chỉ còn là 90.000. Tiếp đến em giới thiệu tiếp một loại nữa là loại B1. B1 của nhà em là B1 Thái xịn nhá. Đây các bác nhìn thấy hàng nhà em nhập khẩu luôn nhá. Nhập khẩu luôn hàng Thái luôn này. Giá em đưa ra cho các bác là 30.000 một lọ. Và hàng này là hàng xịn nhá. Trên thị trường người ta đang bán 40.000, nhưng em Thúy là bán tri ân các bác là chỉ có 30.000 thôi. Và hàng này hàng Thái xịn. Cái này thì các bác cứ đổ ra cho em một cái nắp này tương đương với 2 lít nước. Các bác hòa ra 7 đến 10 ngày các bác tưới một lần cho em. Loại thứ ba đó là cái L3M. Cái loại này được mục đích là cũng là ra rễ cực mạnh. Một lọ này em chia sẻ với các bác giá 30.000. 30.000 một lọ này nhá. Trong đây nó cũng có hướng dẫn sử dụng rồi. Loại thứ tư là một loại phân bón thông minh. Cái này là phân hạt, là thí dụ mình rắc vào những gốc cây ấy. Mấy tháng, 3 đến 5 tháng mình mới phải thay mà rắc một lần thôi. Loại này em bán cho các bác 30.000 một lọ này, bán phục vụ cho các bác thôi. Loại thứ tư đó là phân bón lá. Phân bón lá này thì nó là 30-10-10. Em chia sẻ với các bác giá là 40.000 một lọ này nhá. 40.000 một lọ này. Đấy. Loại thứ năm là loại phân bón tổng hợp.
Phân bón tổng hợp này thì nhà em nó là mục đích nó là tốt dễ bật bật mầm xanh lá, có nghĩa là nó tổng hợp hết các loại. Em chia sẻ với các bác giá là 50.000 một nọ này nhá. Trong đây nó cũng có hướng dẫn sử dụng hết rồi nhá các, công dụng cách dùng đây. Đấy. Loại nữa đến đó là kích hoa của Thái nhá. Chuẩn của Thái luôn. Trên thị trường là có chỗ người ta bán 85, 90, 100, 120 lung tung. Nhưng mà cũng chưa chắc là hàng xịn đâu. Nhà em hàng xịn đây các bác nhá. Em chia sẻ gọi là giá tri ân khách hàng. Giá chỉ có 50.000 một hộp thôi. 50.000 một hộp này, hộp là 120ml ấy sao ấy nhỉ? Đấy, đúng rồi, 120ml. Đấy, 50.000 nha các bác nhá. 50.000 kích hoa đấy. Sau đó đây là một số cái mặt hàng phân thuốc. Nhà em Thúy dùng như nào thì em chia sẻ với các bác. À đây, còn một loại này nữa. Đó là phân que tan chậm hàng của Mỹ. Em Thúy chia sẻ với các bác giá là 120.000 một vỉ này. Trong có những cái vỉ này nó có những cái thỏi que que như thế này. Thì các bác mình về dỡ ra, cũng thả vào chậu. Đấy, 3 đến 5 tháng thì mình mới thay một lần. Mấy này bỏ tiếp một que mới vào nhá. Đấy, các bác bỏ ít thôi. Chứ tránh bỏ nhiều là nó sẽ sót cây là nó chết đấy nhá. Đây em giới thiệu với các bác một số cái phân thuốc và hàng nhà em đây. Hàng nhập khẩu đấy các bác nhá. Đó. Đây, cây cối nhà em cũng toàn hàng thùng Thái luôn. Thì tiện thể là em lấy luôn phân thuốc về em phục vụ các bác.